xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai review cho các bạn xem là bốn à, cây hoa hồng tree của mình nó đã lên tươi tốt rồi nha, nha các bạn. thì à, đây là bốn cái cây à, hoa hồng mà mình ươm kiểu như là à, cây hoa hồng tree tức là có một cái thân từ ở dưới mọc lên à, thì hôm nay nó đã tươi tốt và sinh âm um rồi các bạn đó các bạn nhìn thấy nó đã à, nảy mầm rồi mọc lên à, rất là nhiều nhánh à, và có nhánh non ở trên đầu nhánh non thì có cái à, nụ búp rồi nha các bạn đó à, thì các bạn nhìn thấy nó có nụ búp đó à, các bạn nhìn thấy nó đã tươi tốt và nó ra qua nha các bạn, nó ra bước qua rồi Thì hôm nay Quỳnh Mai review lại cho các bạn xem là những cây hoa hồng của mình Ương cái kiểu làm cây hồng truy thì đã thành công rồi Nó đã lên nhánh rất là tươi tốt rồi, và ở đầu cái ngọn nó à, đều có bức à, cái, cái, à, hoa hồng hết các bạn Thì mình à, hôm trước có chia sẻ với các bạn là à, Mình làm à, ươm cái cây hoa hồng thành cây hoa hồng tree à, Thì mình à, đã có chia sẻ rồi Hôm nay mình may à, cũng à, nói lại cho các bạn rõ là muốn Ương cây hồng truy thì mình lựa quỳnh à, mai à, ở đây nên chọn cái cây hồng gốc đó là cây hồng à, cây hồng nóc ao các bạn để cho nó dễ tại vì cây hồng nóc ao à, nó rất là dễ trồng à, sống lâu không có à, bệnh à, đớm lá và các bệnh khác các bạn nên uh, mình lấy cái uh, cây hồng tree uh, mình lấy cái nhánh ở trong cái gốc cây uh, hồng nóc ao làm cây hồng tree tức là mình chọn những cái nhánh thẳng từ ở phía dưới lên cao cỡ uh, cao cỡ bốn năm tấc nếu không có thì các bạn lấy lên cao cỡ uh, một hai tấc cũng được các bạn như hai cái cây này của huỳnh mai cao lên cỡ chừng hai tấc tại vì ở trong cái bụi nó ra mình chọn những cây nào thẳng thì mình mới cắt ngang rồi mình mới bắt đầu ươn thì tùy theo cái ngánh nó cao hay thấp mà mình cắt các bạn tại vì cây hồng truy tức là cây chỉ có một thân thôi rồi lên tới trên mới ra bánh tẻ. Đó các bạn nhìn thấy cái cây hồng này của mình. Từ ở dưới gốc lên chừng một tấc rưỡi rồi, rồi lên đây nó cho bánh tẻ đó. Bên cây này cũng vậy. Rồi mình mới bắt đầu tỉa từ từ cho cái thân nó mọc cao lên nữa các bạn. Thì hôm nay Quỳnh mai làm đã thành công rồi. Thì các bạn nhìn thấy cái cây hồng này của mình từ dưới À, mặt chậu lên tới trên thì cũng cỡ ba tấc các bạn nó cái thân nó xung đột như vậy rồi lên tới trên có bánh tẻ lúc mà bắt đầu ương thì quỳnh mai chọn một cái nhánh xung đột như vậy cỡ bốn năm tấc những chỗ khác người ta chọn bốn năm tấc mà tại vì cái bụi nóc ao của mình nó mọc nhánh ra không có nhánh cao xung đột nên mình chọn những cái nhánh này các bạn cũng thẳng rồi mình ương nó ra à, thì mình cắt ra xong rồi mình mới nhúng cái nhánh ở dưới gốc đó, nhúng vào trong cái uh, routine hormone rồi mình mới dâm uh, um, vào trong đất thì bây giờ nó đã lên rồi à, những cái nhánh bánh tẻ ở trên là mình cắt trụ lũi luôn uh, chỉ chừa lại một hai ba lá ở trên đầu để nó thở còn như là mình cắt trụi hết thì bây giờ nó ra rễ rồi các bạn dưới gốc nó đã ra rễ mạnh rồi ở trên nó lại ra lá và nó đã lên những cái nhánh rất là mạnh cho ra bông luôn ở trên đầu luôn các bạn thì bây giờ mình có là bốn bốn cái cây hồng truy nữa thì nó cao như thế này mùa xuân mình đem ra ngoài mình sẽ cho phân cho nó để nó tươi tốt rồi nó cao lên nữa thì mình tỉa từ từ uh, cho nó cao thẳng lên các bạn uh, mình uh, bỏ phân chung quanh gốc của nó rồi mà mình tưới phân cá rồi mình bỏ cái uh, phân trùng nghĩa là mình cho nó uh, phân tặng cho nó tươi tốt nó phát triển rồi mình mới uh, cái cây nó mọc cao lên thì nó thành cây hồng truy cái tàn ở trên thì mình sẽ uh, nếu nó ra nhiều nhánh thì mình sẽ tỉa cho nó tròn lại uh, mới giống là cây hồng truy các bạn thì bây giờ nó mới ra những cây những cái nhánh bánh tẻ thì mình à, mùa xuân mình sẽ cắt tỉa nó lại cho nó tròn rồi nếu mà mình cắt tỉa thì nó sẽ ra nhánh nữa rồi mình cắt từ từ à, mình trên nó tức là mình à, cắt nhánh rồi chỗ nào mà nó ra nhánh à, nhiều thì mình cắt tỉa nó lại à, làm cho nó thành hình tròn ở trên rồi nó sẽ uh, uh, ra qua uh, nở qua các bạn trong cái thời gian mà mình bắt đầu từ ương từ nhánh lên thành cái cây hồng truy uh, và có bộ dáng tròn ở trên ở trên thì mình nghĩ chắc cỡ 2 năm mới được các bạn đó thì bây giờ mình mới bắt đầu ươm cho nó sống thôi À, rồi khi mà nào mà nó lên cao thì mình mới cắt tỉa rồi mới làm cho nó thành hình tròn được các bạn thì ngay từ bước đầu tiên thì Quỳnh mai ươm nó đã ra rễ à, nó sống rồi bây giờ cái cây à, nó bắt đầu đâm chồi mọc lá à, tới mùa xuân thì Quỳnh mai sẽ um, cắt tỉa lại cho tròn à, thời gian mà mình À, làm thành cây hồng truy thì cỡ một hai năm trở lên chứ không có mau các bạn. Đó. Thì à, ngoài cái bốn cái chậu này ra thì quỳnh mai cũng đang ươm 10 chậu các bạn nhưng mà nó nó chưa có cái ngọn nó chưa có ra lá nè nhưng mà vẫn còn xanh tươi à, không có bị chết các bạn thì những chậu này mình nghĩ là nó đã ra rễ ở phía dưới rồi nhưng mà um, chắc đợi mùa xuân thì nó mới uh, ra rễ giống như là những cái cây hồng mà người ta bó hiện tại đang bán ở cô uh, mạc và cô um, mạc và hôm đi bô với lô cũng hiện tại đang bán cây hồng bó thì mình nghĩ là những cái cây hồng tree này của mình nó cũng ra rễ rồi nhưng mà nó chưa có ra lá ơi à, mình nghĩ tới mùa xuân thì nó sẽ ra lá nha các bạn thì lúc đó mình sẽ có 10 cây hồng truy mà từ dưới gốc lên là mình đã đo 3 tấc kia bốn tấc à, cao hơn bốn à, cái cây mà mình ươm nó đã ra lá rồi các bạn đó thì các bạn nhìn thấy mình ươm à, nó cái cây nó vẫn còn xanh tươi không có bị chết nếu nó bị chết thì nó màu nâu rồi các bạn còn cái này nó vẫn còn màu xanh nhưng mà hôm nay trời lạnh quá nên nó không có uh, ra lá được và quỳnh mai để nó ở trong gara để nó không có bị lạnh mà nó không có uh, nó sẽ chết cái cây các bạn Đó. thì bốn uh, cái cây hồng tree này của mình mình cũng để trong gara nên mới ra lá xanh tươi như thế này còn những cây hồng mà mình trồng ngoài sân đó các bạn là nó đã rụng lá hết trơn rồi tại vì tuyết đá đủ thứ hết nên nó đã rụng lá hết rồi còn bốn cây này là mình ươm hồng tree nên mình mới để vào trong gara để cho cái lá nó vẫn còn mọc lên tươi tốt như thế này đầu xuân mình đem ra là à, mình nghĩ rằng nó sẽ à, ra bông liền đó các bạn. Tại vì bây giờ nó đang có bức tới à, mùa xuân thì đem ra ngoài à, tưới tắm rồi có ánh sáng mặt trời. Mặc dù ở trong gara có ánh sáng của đèn nhưng mà à, mình nghĩ rằng à, nó thích ánh sáng mặt trời hơn các bạn. Đó, thì mình nghĩ rằng những cái cây hồng truy của của mình là bây giờ đã thành công rồi bây giờ chỉ cần tạo dáng cho nó thôi các bạn vậy thì hôm nay mình mai chia sẻ với các bạn review cho các bạn xem là những cây mình ươm những cây hồng truy đã thành công và nó đã ra lá ra ngọn và ra hoa rồi các bạn từ bước như thế này thì mình sẽ đi theo từng bước ôm nó sống rồi rồi nó lên ngọn lên lá lên hoa thì từng bước mình sẽ à, cắt tỉa nó lại thành hình tròn và cho phân nó nặng nó cao lên các bạn thì à, cần một thời gian dài để cho cái cây hồng của mình à, nó hoàn tất cái À, dáng của nó các bạn cái dáng cây hồng truy thì à, một thân một mình một gốc đi thẳng từ ở dưới đất lên rồi lên tới trên à, có bánh à, tẻ xòe ra rồi từ đó mình sẽ cắt tỉa cho nó ra nhánh rồi từ ra nhánh thì mình sẽ à, làm cho nó thành hình tròn giống như là những cây hồng truy mà người ta bán ở ngoài lô hoặc là ở hôm đi bô vậy các bạn Đó. thì à, muốn tạo cây hồng truy thì mình cần phải kiên nhẫn nha các bạn à, từ bước 1 mình trồng nó thì mình chăm sóc nó thì nó sẽ ra hoa đẹp và à, uống nắng nó theo ý của mình các bạn như cái cành nào cao quá thì mình cắt thấp xuống để cho nó nhảy nhánh rồi cái uh, cành nào mà nó mọc chĩa ra ngoài mình cũng phải cắt cho nó thụt dơ đặng nó uh, tạo dáng cho nó các bạn thành cái hình tròn thì khi mà mình chơi hoa hồng thì cũng rất là công phu uh, mình phải chăm sóc nó uh, sâu bệnh rồi lá đớm rồi đủ thứ hết nên uh, nhưng mà đam mê thì các bạn cũng à, quỳnh mai đam mê nên quỳnh mai cũng chịu khó theo dõi nó các bạn Đó. À, và à, cái cây hồng truy này muốn mạnh thì các bạn nên chọn giống à, là hồng nóc ao à, cho nó mạnh các bạn cũng giống như là ở bên việt nam người ta chọn những cây hồng mà, à, phát triển dễ dàng không có mắc bệnh không có mắc sâu bệnh thì người ta mới ương lên để cho mình chơi được một thời gian dài các bạn còn những cây nào mà nó sâu bệnh quá thì mình đừng có lấy giống ở bên Việt Nam thì người ta ương những cái cây hồng tri bằng cây tầm xuân à, tức là cây hồng mà người ta gọi là cây tầm xuân đó các bạn tại vì cái cây hồng đó nó sống rất là mạnh, à, ít sợ ít bị bệnh, nên người ta mới chọn cái uh, chọn cái giống đó để làm hồng truy. Còn ở bên đây thì huỳnh mai chọn nóc ao, tại vì nóc ao nó nở qua suốt luôn uh, từ mùa xuân cho tới mùa hè tới mùa thu uh, sắp tới mùa đông luôn các bạn, nghĩa là nó uh, rất là tốt nó nở qua suốt luôn và không có bị uh, bệnh đốm lá không có uh, bị mấy con uh, bọ của nhật cắn phá nên uh, mình trồng mình không có um, sợ nó hư rồi phải xịt uh, thuốc uh, trị sâu bọ các bạn nên cái cây nóc ao này thì mình chọn cây nóc ao này để làm hồng truy uh, thì cũng rất là đẹp các bạn tại vì nó cho ra hoa suốt luôn rất là rực rỡ Đó. vậy thì hôm nay Quỳnh may uh, review lại cho các bạn xem những cái cây hồng uh, mình ươm những cây nhánh hoa hồng nó đã thành công nó đã lên rồi các bạn lúc trước thì mình cắt những cái nhánh thẳng chừng ba bốn tấc để mình ươm nay nó đã ra rễ rồi và nó đã ra nhánh rồi rồi ở trên đầu nhánh lại có hoa nữa các bạn đó vậy là nó sống thì nó thành thành công rồi đó các bạn thì các bạn muốn chơi cây hồng truy thì mình đề nghị các bạn uh, dùng cây hồng nóc ao chọn những cành uh, thẳng cao lên bốn năm tấc các bạn cắt rồi các bạn nhúng hormone và ươm vào trong cái chậu thì nó sẽ lên rễ lên, rất là dễ các bạn không có khó à, không có khó bằng những à, loại hồng khác. À. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng, mình mai chúc các bạn vui khỏe bình an hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.